Xin chào tất cả các em đến với tiết tập đọc ngày hôm nay. Chúng ta học bài Cái bóng, sách tiếng Việt 1, tập 2, trang 58. Bây giờ cô mời tất cả các em cùng quan sát tranh. Tranh vẽ bạn bóng và mẹ của bạn ấy. Bóng đang gánh giúp mẹ, trời thì đang mưa. Bóng là một người con rất hiếu thảo, ngoan ngoãn, luôn giúp đỡ bố mẹ. Để tìm hiểu rõ hơn về bạn ấy, cô mời chúng ta cùng bước vào bài Cái bóng. Các em lắng nghe cô đọc. Cái bóng. Cái bóng là cái bóng bang, khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn, bóng ra gánh đỡ, chạy cơn mưa rồng, đồng dao. Bây giờ, cô sẽ giúp các em luyện đọc một số từ khó có trong bài. Cô có từ khéo sảy. Các em lưu ý cho cô tiếng sảy có âm S khi đọc mình cong lưỡi. Khéo sảy. Sảy là làm bay vỏ và hạt lép lẫn với hạt chắc bằng cách hất cái mẹt hay cái nia lên xuống đều. Người ta thường dùng để sảy thóc. Khéo sàng. Các em lưu ý cho cô tiếng sàng có âm S khi đọc mình cũng cong lưỡi. Các em lắng nghe cô đọc. Khéo sàng. Sàng là dùng đồ đan bằng tre, hình tròn, lồng nong, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, trấu và tắm. Đường trơn. Lưu ý cho cô tiếng trơn có âm tr khi đọc mình cũng cong lưỡi. Đường trơn là đường bị ướt mưa, dễ ngã. Khi đi qua những con đường như thế này, các em phải đi cẩn thận. Gánh đỡ. Lưu ý cho cô tiếng đỡ có thanh ngã khi đọc mình cần lên giọng. Gánh đỡ. Trong bài, gánh đỡ có nghĩa là gánh giúp mẹ. Mưa rồng. Lưu ý cho cô tiếng rồng có âm R khi đọc mình cũng cong lưỡi. Nghe cô đọc. Mưa rồng. Mưa rồng có nghĩa là mưa nhiều và kéo dài. Các em cùng đọc lại từ khó với cô. Khéo sảy. Khéo sàng. Đường trơn. Gánh đỡ. Mưa rồng. Bây giờ cô sẽ giúp các em luyện đọc câu. Bài thơ này có 4 câu. Cô mời các em cùng đọc với cô từng câu. Câu đầu tiên. Cái bóng là cái bóng bang. Khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn. Bóng ra gánh đỡ, chạy cơn mưa rồng, đồng dao. Trong từng câu chúng ta khi đọc chúng ta cần có ngắt nghỉ hơi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em ngắt nghỉ hơi từng câu. Cái bóng là cái bóng bang. Khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn. Bóng ra gánh đỡ, chạy cơn mưa rồng, đồng dao. Chúng ta cùng đọc lại bài một lần nữa. Cái bóng. Cái bóng là cái bóng bang. Khéo sảy, khéo sàng, cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn. Bóng ra gánh đỡ, chạy cơn mưa rồng, đồng dao. Cô vừa giúp các em luyện đọc,
Bây giờ chúng ta cùng bước qua phần thứ hai, tìm hiểu bài. Câu số 1. Bóng đã làm gì giúp mẹ nấu cơm? Các em hãy đọc lại bài và tìm giúp cô câu trả lời. Sau đây là câu trả lời của cô. Bóng đã khéo sảy, khéo sàng để giúp đỡ mẹ nấu cơm. Chúng ta cùng bước qua câu số 2. Bóng đã làm gì khi mẹ đi chợ về? Các em cùng xem câu trả lời của cô. Bóng đã gánh đỡ phụ mẹ khi mẹ đi chợ về. Cô mời tất cả các em cùng bước qua câu số 3. Ở nhà em làm gì giúp bố mẹ? Em gấp quần áo phụ giúp bố mẹ. Với câu trả lời này, chúng ta còn có thể dùng những câu trả lời khác. Hoặc mình có thể ở nhà, mình thường nhặt rau giúp bố mẹ. Hoặc mình quét dọn nhà phụ giúp bố mẹ. Cô vừa giúp các em tìm hiểu bài. Chúng ta cùng đọc lại bài thơ một lần nữa. Cái bóng là cái bóng bang, khéo sảy khéo sàng cho mẹ nấu cơm. Mẹ bóng đi chợ đường trơn, bóng ra gánh đỡ chạy cơn mưa rồng đồng dao. Tiết học đến đây là kết thúc. Cô có lời dặn dò các em. Các em hãy học thuộc lòng bài thơ. Xin chào tất cả các em, chúc các em khỏe và học giỏi.